Ông Nguyễn Đức Trung gửi lá đơn gần 6.000 chữ đến chánh án trước ngày hầu tòa. Như đã đưa tin, ngày 10 tháng 12, ông Nguyễn Đức Trung và hai đồng phạm khác sẽ bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Được biết, trước ngày phiên sơ thẩm diễn ra, ông Nguyễn Đức Trung đã có một đơn khiếu nại gửi tới ông Nguyễn Hữu Chính, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Lá đơn khiếu nại được luật sư bào chữa cho ông Trung đánh máy lại dài 16 trang, hơn 5.700 chữ, khiếu nại 6 nội dung liên quan đến vụ án mà ông Trung sắp bị đưa ra xét xử. Ông Nguyễn Đức Trung cho rằng cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kết luận việc mua Redoxy 3C của công ty thoát nước đã gây thiệt hại cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hơn 36 tỷ đồng là sai. Ông Trung có nêu ra các thông tin trình bày quan điểm này của mình. Với nội dung nêu, cựu Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo miệng tại buổi thăm tại Hồ Hoàn Kiếm vào năm 2016 cho một bị cáo khác trong vụ án, ông Trung cũng cho rằng nội dung này không đúng. Vị cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho rằng kết luận thành phố Hà Nội đặt công ty nước ngoài sản xuất chế phẩm, tuy nhiên lại không mua từ công ty đó mà lại mua qua công ty trung gian, gây thất thoát cho thành phố là không đúng. Ở diễn biến trước đó, cơ quan truy tố cáo buộc ông Trung là người quyết định việc mua bán chế phẩm Redoxy 3C trái pháp luật. Ông này bị cho rằng đã phân công chỉ đạo cấp dưới thực hiện trái quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước để công ty Attic công ty gia đình được hưởng khoản lợi nhuận không chính đáng, ngân sách nhà nước bị thiệt hại hơn 36 tỷ đồng. Hành vi của ông Trung đã vi phạm Điều 22 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, vi phạm quy trình thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước hồ theo đề án trước đây quy định phải thử nghiệm 12 tháng và chưa có cơ quan thẩm quyền đánh giá tính hiệu quả của chế phẩm Redoxy 3C. Vi phạm khoản 4 Điều 5 Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Ngoài ra, ông Trung còn bị cáo buộc đã chỉ đạo một bị can khác mua chế phẩm Redoxy 3C của công ty Arctic trái với chỉ đạo của chính ông này tại một thông báo ngày 22 tháng 8 năm 2016. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu rõ, trong cáo trạng, quá trình điều tra ông Trung không thừa nhận hành vi phạm tội.